Hi, xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh channel này của mình. Thì mình là Tú Anh. Ở những cái series trước của mình thì mình đã chia sẻ cho các bạn những cái kiến thức cơ bản về IDE là gì, đúng không? Tại sao chúng ta phải cần sử dụng IDE, cũng như là có những cái loại IDE nào. Và mình cũng đã hướng dẫn chia sẻ các bạn cách làm sao để có thể tải và install được một trong những cái IDE sử dụng phổ biến nhất hiện nay, đó là Visual Studio Code của Microsoft, đúng không? Một trong những IDE rất phổ biến và được sử dụng rất rộng rãi của các lập trình viên frontend và cả dù các ngôn ngữ khác nữa. Thì ok, thì sau hai cái series là kiến thức nền tảng về web cũng như là cài đặt install cái Visual Studio Code thì các bạn đã có những kiến thức nền tảng về web rồi, đúng không? Về internet, về network, về website hoạt động như nào, cũng như là chúng ta đã có một cái công cụ cơ bản về IDE rồi, đúng không? Đó chính là cái Visual Studio Code rồi. Thì ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu một cái series mới, đó chính là chúng ta sẽ code HTML cho website. Thì ok, thì trong cái video ngày hôm nay chính là video intro cái series mới, đó như là lập trình HTML CSS. Thì giờ mình sẽ bắt đầu video để mình chia sẻ chúng ta sẽ học cái những gì và chúng ta sẽ làm được những gì sau cái series HTML CSS này nhá. Ok, let's go. Ok, thì giờ mình sẽ giới thiệu cái mà chúng ta sẽ đạt được, chúng ta sẽ làm được sau khi mà chúng ta hoàn thành xong cái các cái series mới của mình, đó chính là học về HTML CSS nhá. Và JavaScript nhá. Thì ok, cái đầu tiên là chúng ta sau khi học xong ấy thì chúng ta sẽ có thể tạo được một cái file HTML CSS cơ bản, đúng không? Và sau đấy là chúng ta có thể tạo được những cái trang web static trong web ấy, để chúng ta có thể gì tạo những cái trang web để chúng ta gửi cho những người khác có thể view được, đúng không? Có nghĩa là nó như một trang web thật, nó là một trang web thật, nó có kết connect đến internet và những người khác có thể xem được trang web của bạn. Ví dụ bạn có thể gửi cho những cái người phỏng vấn, những cái nhà tuyển dụng, hoặc là chúng ta có thể gửi cho bạn bè hoặc là gia đình các kiểu để có thể xem, nhìn nó rất là ngầu, đúng không? Và nó là cái trang web để thể hiện bạn là ai, bạn đã làm được những cái gì, bạn có những kiến thức skill nào, cái project của bạn đã làm được là những cái gì, và mình có thể chỉ cho các bạn được cách để chúng ta có thể deploy lên các server, đúng không? Và sau đấy là chúng ta có thể thuê cả những domain, đúng không? Đây các bạn có thể xem, đây là một cái trang web của mình làm và nó có cả domain luôn, đúng không? Domain là anhbt.com đây, nó chính là cái tên của channel của mình, đúng không? Và nó có là https đây. Nếu ai chưa biết domain là gì, https là gì nhá, thì các bạn có thể xem lại cái video của mình, đó chính là kiến thức nền tảng, cái series kiến thức nền tảng của mình về internet đấy, về website, các bạn xem lại nhé. Đây đây chính là mình đã thuê hẳn một cái domain để cái trang web này, và cái trang web này có thể gì mọi người có thể đều có thể truy cập tới được, hoặc là có thể những cái trang web như thế này, một cái domain default của một cái server deploy, đó là Letify, đúng không? Hoặc các bạn có thể thuê hẳn một cái domain cho riêng bạn như thế này. Đấy, đấy là sau khi mà chúng ta có thể học HTML CSS xong, chúng ta hoàn toàn có thể làm được một trang web như thế này. Ok, thì ở về cơ bản thì trang web khá là đơn giản, chúng ta có thể tạo được những cái navbar này, những cái header, đúng không, với các cái animation như thế này này. Ok, chúng ta có thể làm những cái tính năng cơ bản, download CSV, đúng không? Kích vào download CSV thì có thể là có những cái file CSV như này, đúng không? Có thể show lên và mở file CSV lên, đấy, đúng không? Ok, đấy là tính năng. Hoặc là chúng ta có thể làm những cái text chạy này. Text chạy này thì chúng ta phải học xong cái series về JavaScript. Ok, đấy cơ bản như thế. Chúng ta học HTML xong, chúng ta có thể tạo được những cái text như này để chúng ta introduce yourself, đúng không? Là mình tên tuổi là gì, mình là cái gì, đúng không? Đấy, ở đây. Hoặc là tạo những cái icon này để chúng ta gì khi người khác họ click vào ấy thì họ có thể biết được là những cái Facebook của mình, trang Facebook, trang YouTube của mình. Đây, kích vào đây, đúng không? Thì sẽ ra trang Facebook của mình, đúng không? Hoặc là kích đây sẽ ra cái kênh YouTube của mình, ví dụ thế. Và bạn kích vào đây ra Twitter, đúng không, của mình. Và bạn kích đây thì ra LinkedIn, đúng không? Đấy, ra LinkedIn của mình đấy. Thì cơ bản là nó sẽ những cái contact mà người khác có thể contact được với mình, đúng không? Tương tác được với mình, hoặc liên lạc đấy, liên lạc với mình, ok. Hoặc các bạn có thể tạo được cả cái, có thể học xong các bạn có thể tạo được cái live chat ở đây, kích vào live chat. Các bạn mua hàng online, bạn có thể live chat thẳng với cả cái trang web đấy, đúng không? Những cái supporter của trang web đấy, đúng không? Các bạn đây có thể start chat này, đúng không? Có thể là hello đấy, tôi muốn, đúng không, nói chuyện với bạn đấy. Đấy, có thể bạn có thể live chat thẳng trực tiếp luôn đấy, close đấy. Một vài các tính năng, hoặc là các bạn có thể kích vào view more này, đấy, nó scroll xuống, đúng không? Nó scroll xuống rất là đẹp. Hoặc là các bạn kích vào các cái như này, đúng không? Các skill này nó sẽ scroll xuống rất là đẹp, đấy, đúng không? Scroll, đấy, view more này, đúng không? Hoặc là các bạn có thể hover vào những cái chữ này, đúng không? Hover vào đây, đấy, hover vào nó animation, đúng không? Kích vào đây thì nó tòi lên, hover vào animation, kích lên tòi lên này. Hoặc là hover những cái icon này thì nó scale lên, ok? Đấy là những cái animation. Hoặc là những cái card này, đúng không, các bạn có thể tạo những cái section, project section, đúng không, để các bạn show ra những cái project của các bạn có. Đây các bạn có thể hover đây, đúng không, hoặc các cái skill, đúng không, các skill của các bạn, đúng
đúng không? Bạn cần liệt kê HTML CSS đấy, những cái skill của bạn là cái about me đúng không? Các bạn viết bạn là ai, bạn đã có những kinh nghiệm gì đúng không? Vân vân. Đó là những cái này đấy các bạn. Đấy. Hoặc là project đây, project các bạn có thể list ra những cái project mà bạn đã làm qua đúng không? Cơ bản nhất cũng được, những cái đơn giản nhất cũng được, cũng không phải sợ. Các bạn cứ nói, bạn cứ show ra những cái gì các bạn làm được ấy, đúng không? Đây, các bạn có thể show và hover vào thì nó như này lên, hoặc các bạn cái gì? Có thể kích view một demo đây. Demo đây, đúng không? Hoặc kích view đây demo ví dụ thế. Đấy, các bạn có thể kích vào những cái view demo. Thì người khác có thể bạn các bạn show luôn những cái các bạn làm đúng không? Đây, những cái trang web mà bạn đã làm qua rồi đúng không? Đấy, vân vân. Cuối là có thể là contact với các bạn thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách để làm sao để embed được một cái form từ HubSpot form hoặc các nền tảng khác đúng không? Các bạn có thể điền những cái thông tin của bạn vào đây đúng không? Hello đúng không? Hello các bạn có thể submit. Đấy. Contact thì bạn đã gửi contact rồi và cái người mà họ quản trị cái hệ thống HubSpot họ có thể xem được những cái tin nhắn của bạn được chưa, các cái tin nhắn của bạn đây, mình sẽ vào HubSpot cho các bạn xem nhé. HubSpot này, HubSpot form này, đây mình có thể vào HubSpot form cho các bạn xem nhé. Các bạn sẽ vào cho mình đây, mình sẽ show cho các bạn cái form, các bạn vào form đi. Ok, thì mình sẽ vào cái form này đây. Các bạn sẽ vào analytics đây. Đây thì các bạn sẽ nhìn được những cái người mà người ta đã gửi cái tin nhắn cho bạn đây đúng không? Đây tôi kích vào đây, đây đúng không các bạn đây, hoặc đây những cái tin nhắn đây từ email đúng không, và message là hello đúng không, first name last name đây vân vân. Có nghĩa là các bạn sẽ hoàn toàn có contact, có thể nhúng được những cái form này để người khác có thể contact được cho bạn đúng không? Ok, có thể đây các bạn tạo được các cái folder như này đúng không, đẹp như này, copyright này, link các cái service, các subscribe, hoặc là những cái link về Facebook, YouTube ở đây đúng không? Đấy, về cơ bản là như thế, một vài các tính năng cơ bản của một cái trang web được chưa? Hoặc là các bạn đây cũng là một cái portfolio mà mình đã tạo, một cái trang web mình đã tạo cái hồi mà mình xin việc ấy. Đây nó được deploy trên server nhá, nó ai mà truy cập được vào đây, nó có animation các kiểu này đúng không? Đấy, kéo xuống nó tương tự như cái kia thôi, nhưng mà kiểu nó nhiều animation hơn thôi, đúng không? Đấy. Nó cũng có các tag mi bình thường. Ngoài ra còn có một cái tính năng là tính năng dark mode này đúng không? Kích vào đây thì nó sẽ ra màu sáng này đúng không? Ra màu sáng, kích để chuyển sang màu tối này đúng không? Hoặc có thể là multiple language, ví dụ là các bạn kích vào Việt Nam này đúng không? Đấy, Việt Nam. Hoặc các bạn kích lại English thì nó lại là tiếng Anh đúng không? Kích lại Việt Nam thì nó lại là tiếng Việt. Đấy. Thì ok, đấy là một vài các cái cơ bản. Nếu mà các bạn học xong các cái series của mình ấy, thì mình sẽ chỉ cho các bạn để làm ra một cái trang web như này để các bạn có thể gửi cho những nhà xin việc hoặc là introduce yourself với những người khác đúng không? Ok, thì đấy, còn giờ chúng ta sẽ đi tới cái mà chúng ta sẽ học đúng không? Cái chúng ta sẽ học trong khóa học là cái series HTML CSS này. Ok, thì về cơ bản thì cái yêu cầu mà trước khi bắt đầu cái khóa học này thì mình chỉ cần yêu cầu các bạn đó chính là các bạn học cái series những kiến thức cơ bản của web của mình đúng không? Nếu các bạn chưa xem thì mình để ở cái góc bên phải này. Các bạn xem lại nhé. Hai là cái kiến thức, ba hai là các bạn phải download các hiểu IDE là gì và download và install được IDE đúng không? Ok còn sau đấy là hoàn toàn chúng ta không cần một cái require nào đấy bắt buộc mà các bạn phải biết về lập trình nhé. Đây đúng không? Mình ghi require là nothing này đúng không, là không cần phải biết vì một cái lập trình nào khác, chỉ đơn giản là kiến thức nền tảng về web và cài đặt được IDE thôi. Ok, cái video đầu tiên có thể mình sẽ làm đó chính là chúng ta sẽ hiểu HTML là gì đúng không? Thì cái này mình cũng đã là giải thích rất là cơ bản trong web, trong cái video mà kiến thức nền tảng về website và website hoạt động như thế nào đúng không? Thì HTML là gì? Thì trong video đầu tiên mình sẽ giải thích lại cho các bạn mà chưa biết đúng không? Thì có thể video thứ hai mình sẽ làm đó chính là chúng ta sẽ bắt đầu với một cái file HTML đầu tiên đúng không? Tạo HTML này, tạo cái file HTML này và giải thích cấu trúc cơ bản về thẻ header và thẻ body này và các giải thích các cái syntax và cái syntax và cái structure cơ bản, được chưa? Còn cái tiếp theo, video tiếp theo mình sẽ nói về hai cái tag, hai cái thẻ cơ bản nhất là thẻ head và thẻ body của cái HTML document đúng không? Video tiếp theo mình sẽ giải thích thêm đó thế nào, mình sẽ đi vào những cái thẻ cơ bản, thẻ layout, những cái element layout, đó chính là cái thẻ header, thẻ main và thẻ footer, đó đấy chính là các cái thẻ cơ bản để cấu tạo nên một cái trang web đúng không? Nó như một cái bài văn, đó chính là phải có thân bài, mở bài và kết bài đúng không? Đấy thì sẽ là mình sẽ học về cái thẻ tổng quát là thẻ layout trước, sau đấy là chúng ta sẽ đến những cái thẻ đó, thẻ về text,
những cái thẻ về text và những cái thẻ để format text, đúng không? Thì các bạn cứ phải hiểu là gì, cái trang web của mình thì mình show ra để cho những người khác người ta biết, đúng không? Người ta biết thông tin về mình, biết thông tin về trang web của mình, biết về những cái sản phẩm mà mình bán ra, đấy là đúng không? Đấy là cái mục đích cơ bản của một trang web, đúng không? Thế nên mình phải cần những cái thẻ text để mình hiển thị các thông tin ra, đúng không? Thì thường sẽ có những cái thẻ heading, những cái thẻ H1, H2, H3, đúng không? Thẻ paragraph viết tắt là thẻ P, hoặc các thẻ span này, thẻ BR, đúng không? Thẻ BR là cái thẻ để nó tạo những cái đường thẳng này để ngăn cách các cái section, các cái mục với nhau ấy. Thẻ BR là thẻ súng dòng, đúng không? Mình lộn. Và thẻ HR chính là cái thẻ để chia, nó tạo ra cái đường thẳng ngang và nó chia các cái section với nhau ấy. Hoặc là các cái thẻ về format text như là thẻ strong này, thẻ bold này, thẻ italic này, thẻ bold mới sẽ strong này làm in đậm, đúng không? Còn cái thẻ y này là để in nghiêng, italic viết tắt là italic ấy, nếu như trong word để in nghiêng. Còn sub là cái thẻ này nó viết số mũ ấy, nó viết số mũ là a mũ 2 kiểu đấy, cái sub. Sau đấy là chúng ta sẽ học một vài các cái thẻ khác để hiển thị những cái special simple, các special simple như là space này, các cái html entity space này, dấu nhỏ hơn, dấu lớn hơn, dấu và vân vân này, hoặc là một vài các cái special symbol ví dụ như các cái ký tự đặc biệt như này, đúng không? Ok, thì đấy là về cái text element nhé, hoặc format text nhé. Còn giờ chúng ta sẽ đến giờ, sau đấy là mình sẽ giới thiệu cái thẻ div. Thẻ div là một trong những cái thẻ rất rất quan trọng và sử dụng rất nhiều trong quá trình viết html css nhé. Html ấy, thẻ div là cái thẻ rất quan trọng. Hai là thẻ links. Thẻ links là các cái thẻ mà khi mà chúng ta thường thấy các trang web nó kích vào những cái thẻ đấy thì nó mở ra một cái trang mới, thì đấy là thẻ link, đúng không? Thẻ link ở đây chính là cái thẻ a, cái tắt thẻ a tag, nó biết là a tag thẻ, đúng không? Thẻ link này. Sau đấy là mình sẽ đến cái thẻ list, đúng không? Thẻ list là cái thẻ, là các cái thẻ để thẻ list ra những cái element với nhau, đúng không? List các element với nhau, ví dụ là giả sử chúng ta có những cái sản phẩm của một cái product, đúng không? Chúng ta có các cái loại nào thì chúng ta list ra, đấy là các cái thẻ list. Thì thẻ list thường có cái thẻ là order list và thẻ unorder list, đúng không? Và thường chúng ta sử dụng cái thẻ list này để chúng ta làm cái lambda, cái header ấy. Cái header như này này, cái header như này thì người ta gọi là cái lambda này. Cái thẻ header ở phía trên này thì thường ở đây sẽ cấu tạo bằng những cái thẻ list, đúng không? Đây mình sẽ show cho các bạn, đây thẻ list này, thẻ UL đấy, đúng không? Unorder list đây, bên trong sẽ gồm các cái thẻ LI là thẻ list, đúng không? List item đây, đúng không? Đấy các bạn, đấy đấy. Đấy chính là, sau đấy là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để sử dụng các cái thẻ image, đúng không? Image tag này và figure tag, thẻ minjet là thẻ để chúng ta có thể sử dụng đây. Đây chính là các image, đúng không? Đây cũng là các cái image, đây cũng là các cái image thẻ ảnh, đúng không? Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng, mình sẽ chỉ cho các bạn cách sử dụng cái thẻ video, đúng không? Để chúng ta có thể inject được các cái video của chúng ta vào, video trên YouTube, trên bất kỳ đâu đấy, đúng không? Thẻ audio để phát âm thanh, đúng không? Thẻ audio để phát âm thanh. Ok, thì cái này mình remove nha, mình cho lên phía trên. Sau đấy mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm sao để có thể hiển thị một cái table, đúng không? Thì thường các bạn vào các trang web chúng ta thường cũng ra có thể thấy được cả các cái table, đúng không? Như ở trong Word ấy, đúng không? Thì HTML5 nó cũng hỗ trợ các bạn sử dụng những cái table như thế để hiển thị các cái giá trị trên một cái table, đúng không? Hai cái một cái video nữa là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để các bạn có thể comment được ở trong HTML CSS. Comment để làm gì, để cho chúng ta dễ quan sát hơn, đúng không? Comment, các bạn comment cho cái đoạn code đấy các bạn làm cái gì, đúng không? Bạn đang xử lý cái logic nào, vừa để các bạn dễ nhìn hơn và vừa để về sau cho các bạn khác nhìn hơn, các bạn khác vào cùng dự án của mình có thể nhìn lại đoạn code của mình, nó gọi là more readable, more maintainable, đúng không? Thì đây mình có thể mở một cái số code cơ bản của mình nhé để các bạn xem thì cái comment nó là cái gì nhá. Đây các bạn có thể vào cái số code này của mình và các bạn nhìn này, mình đã comment cho từng cái section làm gì, và cái đoạn code này hoàn toàn sẽ không được hiển thị trên trang web nhá, đúng không? Và nó chỉ là cái comment cho cái đoạn này. Ở đây là hero section, urban section này, skill section này, project section này, đúng không? Để cho từng cái section đây này, my project section thôi, đúng không? Đây chính là project section để mình comment để cho mình dễ đọc hơn, người khác vào đọc code của mình nó cũng dễ hiểu hơn, đúng không? Ok, sau đấy là mình sẽ hướng dẫn thêm một vài các cái thẻ mà nó advanced hơn, đó chính là các cái thẻ input, thẻ form, đúng không? Thẻ input, thẻ form. Đây, ví dụ các bạn để ý nhá. Ví dụ đây, thẻ input, thẻ form là gì đây? Ví dụ, chính cái thẻ cái form này để các bạn gửi thông tin đấy, đúng không? Chính là cái thẻ form, đúng không? Cái form là gì? Cái để các bạn nhập thông tin của người dùng vào, các bạn gửi thông tin đấy đến server, đúng như là các cái thẻ người ta gọi tắt là cái form, đúng không? Và bên trong các cái form người ta gọi là các cái input field, đúng không? Input field. Đây ví dụ cả trang web này tương tự nhé.
thì các bạn vào đây. Đây là những cái input field này. Trong cái form là cái form contact me đúng không? Thì các bạn có thể điền những cái thông tin vào đúng không? Điền các cái thông tin này vào. Đúng không? Đấy, thì các bạn gửi thông tin này đi đến server để cho bên server họ xử lý đúng không? Đấy. Bạn hiểu ý mình không? Thì chính là cái tắc cái thẻ form. Ok thì mình nghĩ là học HTML thì các bạn chỉ cần hiểu cần này các cái element thôi, các cái thẻ như này thôi, các cái element, các cái tag như này thôi. Thực sự nó còn rất nhiều các cái thẻ khác, nhưng mà để mình nghĩ với cái kinh nghiệm mình làm việc của mình thì mình nghĩ là với những cái element này thôi là mình đã cũng thể sử dụng và bắt đầu học cũng như là đi thực tập đi làm rồi. Mình không cần phải học quá nhiều, không phải nhớ quá nhiều đâu. Còn khi mình gặp những cái nào ấy, thì mình đã đi tìm hiểu thêm. Đấy là cách học của mình luôn xuyên suốt trong những cái video của mình, đó là gì? Mình phải hiểu những cái tổng quan, những overview, những cái quan trọng nhất sau đấy. Khi gặp những cái khác, những cái mà nó advanced hơn hoặc là nó specific hơn, special hơn thì các bạn sẽ đi tìm hiểu thêm. Chứ mình đừng có học hết quá nhiều mà mình cũng không nhớ được. Các bạn hiểu ý mình không? Ok thì cái video intro cho cái series mới của mình đã hết rồi ấy. Nếu các bạn thấy video này hay, có ý nghĩa cũng như là giúp ích được nhiều cho các bạn mà mới tiếp cận đến lập trình, cũng như các bạn mà chuyển từ ngành khác sang ngành lập trình, hoặc là các bạn năm 2, năm 3 mà muốn hệ thống này kiến thức, muốn đi xin thực tập hoặc làm những công ty công nghệ, công ty lập trình ấy, thì các bạn có thể like và subscribe cho kênh channel mình nhé. Ok, bye bye.